con mày làm gì hả? Tránh ra không? Tôi không tránh ra đó. Giờ tôi đứng đây đó, anh đi đâu anh đi đi. Là con mày anh bố đất ơi, đừng có đụng với mẹ con tôi. Xe này là xe của tôi thích đứng đâu thì tôi đứng. Mày đừng chọc tao nghe Thảo, tao đang chở khách đó. Khách hả? Giờ anh kêu cái con khách đó ra đây ba mặt một lời đi. Mày bị gì hả? Đang đứng ngoài đường kìa, người ta nhìn thấy người sao hả? Ngoài đường hả? Anh cũng biết là ngoài đường đó hả? Vậy mà anh ngang như anh chở của tiểu tam ở trong xe, bây giờ anh xua đuổi vợ con là sao? Tiểu tam cái đầu mày chứ tiểu tam, mày biết mày đang nói gì không hả? Mọi người coi cái mặt thằng này này nha, nhớ quay lại cái mặt của thằng này nha, thằng chồng của tôi đó. Bữa nay nó ngàn nhìn anh đi chở của tiểu tam ở trong xe đó, mọi người quay lại cho bạn dân thiên hạ biết đi. Tụi mày quay gì hả? Đi không, thiếu nhiều chuyện sao? Đi tụi ra coi. Mọi người ơi cái gì vậy? Ủa hai chồng làm gì ở đây vậy anh An? Ủa làm gì mà đứng giữa đường la làng la sớm vậy anh An? Anh xem phải của tiểu tam nó đang ngồi trong xe không? Bữa nay anh ngang nhìn chỗ của tiểu tam trong xe kìa. Tiểu tam hả? Đâu, ai vậy Cường? Sao mày thích thiêu dệt cái chuyện không thành có vậy hả? Tao mệt mỏi với mày lắm rồi đó. Thôi có gì á, từ từ rồi nói chuyện. Bây giờ hai mẹ con đi vô trong lề đi, đứng ngoài đường vậy nguy hiểm lắm. Còn anh Cường, lái xe cặp coi sát ở trong lề đi, đứng vậy công an nó phạt chết. Dạ. Thôi đi vô đi, rồi có gì mình từ nói. Cường ơi, đổ xe vô đó. Ê nè, đó anh coi ảnh kìa. Ủa Lan sao vậy? Thôi bây giờ em dẫn bé Thi á về nhà anh đi rồi mình nói chuyện. Dạ. Ừ. Thi, con chạy vô phòng cậu á, con mở tivi lên coi đi nha. Dạ. Ừ, ngoan. Rồi sao, rốt cuộc là chuyện gì? Thảo, cái gì vậy? Từ từ bình tĩnh, đừng có khóc. Sao vậy? Em mệt mỏi lắm rồi, em muốn ly hôn. Tại sao lại ly hôn? Nói anh rõ ràng nghe coi rốt cuộc là có chuyện gì. Bữa nay anh ngoại tình công khai, anh không xem em ra một cái gì hết á. Bây giờ em cứ nói nó ngoại tình hoài vậy á, em có bằng chứng hay không? Biết đâu hồi nãy nó chở khách thiệt thì sao? Trời ơi, anh ngoại tình thiệt, sao mà mỗi lần em nói ai cũng không tin em hết trơn vậy? Anh không có nói là anh không tin em, nhưng mà anh đang cố gắng tìm hướng giải quyết cho em nè, hiểu chưa? Kể anh nghe coi rốt cuộc là chuyện gì? Thằng Cường nó ngoại tình từ hồi nào? Mới đây thôi à, từ ngày á mà anh cho tiền em mua cái xe á. Cái gì? Em nghĩ á là mua xe để hai vợ chồng á có thêm nguồn thu nhập, nhưng mà em đâu có ngờ anh lấy cái xe anh đi khè gái. Anh đi đêm về hôm, có bữa còn không về nữa kìa. Trời đất ơi, có vụ này nữa hả? Đến hôm nay á, thì em bắt gặp anh đi với gái, nắm tay hôn hít các kiểu trong quán á. Trời em chặn đầu xe lại, thì anh nói đó chỉ là khách thôi. Sao nào giờ không nói anh biết chuyện này? Em muốn là tự mình kiểm chứng, rồi mới nói với anh. Em cũng mệt mỏi lắm, khi mà để con em chứng kiến cái cảnh này. Cái thằng này nay có cái vụ này nữa ta. Ngày xưa á, là nó rất là thương em. Tới mức mà anh rủ nó đi nhậu là nó một hai nó kêu là nó phải ở nhà chăm bé Thi giùm em, không đi là không đi. Bây giờ nay dở thối có cái trò này nữa trời. Từ ngày có cái xe á, anh ăn diện hẳn lên. Nghe đâu á là con bé đó là khách đi tour 3 ngày ở Phan Thiết. Trời ơi. Rồi anh quen ngoại tình từ đó luôn hay sao á? Thôi rồi bình tĩnh đi. Bây giờ cái chuyện này á, em tuyệt đối không được cho bé Thi biết. Tại vì bây giờ nó còn đang rất là nhỏ, nó sẽ không thể nào hiểu được cái chuyện này, em hiểu không? Còn cái chuyện mà thằng Cường á, từ từ để bình tĩnh. Anh An ơi. Sao vậy? Anh giúp em được không? Rồi. Em muốn ly hôn, em mệt mỏi lắm rồi anh ơi. Anh biết, anh sẽ giúp em. Nhưng mà cái chuyện ly hôn á, không phải là cái chuyện nói rồi làm liền được. Bây giờ trước mắt á, là em cứ chăm sóc bé Thi đi. Còn chuyện thằng Cường á, để anh giải quyết nó nha. Thôi, ở đây chơi với con đi cho đỡ buồn. Thôi anh đi á, ở đây chơi với con nha. Em làm gì vậy? Tức thiệt luôn á, anh nghĩ làm sao mà anh để con vợ của anh nó làm loạn ngoài đường vậy? Thì anh cũng đâu có nghĩ là nó phát hiện hai đứa mình như vậy đâu. Xin lỗi cái gì? Nè, anh có biết là từ nãy tới giờ người ta đi qua đi lại rồi người ta quay được cái mặt của em. Rồi bây giờ lỡ như ba mẹ, bà con làng xóm của em người ta biết được là em phá hoại gia đình của người ta rồi người ta đánh giá em rồi sao? Thôi được rồi, để từ từ anh về anh vợ anh lại ha. Nè, anh về anh tát vô mặt nó cho em, cho nó tỉnh ra. Không biết giá trị mình nằm ở đâu còn ra đường làm loạn như vậy. Mà nè,
Mai mốt á mình đi ăn á, mình đi ăn xa xa nhà anh đi chứ mà nỡ nó phát hiện mệt quá. Mai mốt hả? Vậy là anh chưa muốn chấm dứt với nó đúng không hả? Hay làm sao đây hả? Anh nói đi. Đâu, nói đâu có đâu. Không có thì giờ ly dị nó cho em. Thì anh cũng muốn ly dị sớm lắm nhưng mà đâu có được đâu. Khỏi, để em tính luôn. Như cuối tháng này nha, em tốt nghiệp hai đứa mình cưới luôn. Sao được không? Cưới luôn, cưới lẹ luôn. Anh với lại em tính vậy nè, cái chiếc xe hơi này á anh sang tên nuôi cho em đi nha. Sang chi? Thì em đứng tên để mà mai mốt con vợ của anh nó có muốn làm loạn hay nó phá anh thì nó không có một cái quyền hay có lý do gì hết. Không, nhưng mà bây giờ sang tên không có dễ đâu. Tại sao? Tại vì chiếc xe này á là của thằng anh của con Thảo nó mua chứ đâu phải là của tụi anh đâu. Cái gì vậy anh Cường? Xe của anh mà anh để người ta đứng tên là sao? Thằng An á là anh của con Thảo, nó thấy vợ chồng anh nghèo khổ nó mua cho xe để kiếm tiền á. Vậy mà nói thương người ta, yêu người ta mà cái gì cũng không được hết trơn á. Dẹp luôn đi. Thôi, đừng có giận nữa. Để từ từ anh nghĩ cách. Xong rồi á, sang qua tên của em. Thiệt không? Thiệt, không có giận nữa. Đi, vô xe, chở đi shopping. Anh, em ngồi nè. Anh uống gì không em kêu? Thôi được rồi, tôi không uống đâu. Hôm nay cậu hẹn tôi ra đây có việc gì không? Dạ, tại em ngại với anh cái chuyện mà vợ em làm gùm beng ngoài đường á. Ủa mà rốt cuộc là cái chuyện hôm bữa sự tình nó như thế nào vậy? Cậu có thể kể tôi nghe được không? Dạ, bữa đó thì em cũng tính đứng giải thích với anh nhưng mà vợ em làm gùm beng quá. Em mắc cỡ với khách dữ lắm luôn á. Mà anh biết không, bữa đó khách của em á là người ta trốn nhà, người ta bỏ đi. Xong cái bắt đầu á em mới chở người ta đi. Vợ em mới làm rùm beng vậy, nó quay clip lại xong cái bắt đầu nó úp lên mạng ai cũng thấy hết trơn luôn. Trời ơi, vợ chồng không tin tưởng nhau. Thua luôn á. Quá ra là vậy. Tại tôi còn không có nghe Thảo nói cái gì hết. Rồi giờ hai chồng về chưa? Dạ về rồi. Em đâu để Thảo giận lâu được anh. Rồi bây giờ sao? Em có chuyện muốn nhờ anh. Chuyện gì? Thì cậu cứ nói đi đừng ngại. Cứ nói đi thoải mái. Anh em mình không ạ? Dạ, em muốn nhờ anh á là sang tên cái chiếc xe đó đó cho em đứng. Xong cái em lấy cái chiếc xe á, em dây ngân hàng. Cái bắt đầu em mới mở cho con vợ em kinh doanh buôn bán cái gì đó. Chứ bây giờ để ở không vậy, cái vợ em biết nó suy nghĩ linh tinh anh. Anh biết là vợ chồng em cũng khó khăn mà, đúng không? Anh giúp đỡ giùm em cái này ha. Vậy là bây giờ là sang tên xe cho cậu. Dạ. Không, không được. Ủa anh, chiếc xe đó anh mua cho vợ chồng em rồi mà. Mình làm rõ vấn đề này nha. Tôi mua chiếc xe đó cho anh và vợ của anh để có phương tiện làm ăn kinh doanh cho nó tiện. Dạ đúng rồi. Chứ tôi chưa hề nói là cho anh chị chiếc xe đó nha. Với lại nếu như mà bây giờ anh cảm thấy vợ của anh ghen tuông quá thì tôi nghĩ là anh nên đưa lại xe cho tôi. Rồi xong rồi hai vợ chồng anh nó quay trở lại như ngày xưa thì sẽ không còn có chuyện mà ghen tuông hiểu lầm nữa. Tôi nghĩ vậy là tốt hơn. Dạ dạ đâu được anh. Bây giờ xe em có mối có khách quá trời, giờ đưa anh lấy gì vợ chồng em kiếm tiền anh. Bây giờ cậu cứ trả xe lại cho tôi trước đi rồi mình tính sau. Không, em không có đưa đâu. Alo, cứ làm theo những gì anh dặn nha. Sao, anh thấy xe sao? Xe này còn mới lắm anh. Giá bán sao em? Bây giờ cậu giấy tờ xong đi, nếu được là em bán liền, em nhanh gọn lẹ. Em không thích kiểu lây nhây. Giờ bán nhiều? Bây giờ chiếc này em mới mua tầm 3 tháng à, chạy mới có 7.000 cây à. Anh coi bán được 700 không? Ủa cái này, cái tên này đâu phải tên em đâu. Vậy là đâu phải chính chủ em. Thì cái này là của thằng anh vợ em, nó mua cho vợ chồng em. Nhưng mà nói chung anh mua là em sang tên một cái mộc, nhanh gọn lẹ luôn. Bây giờ nói em vậy nè, xe không chính chủ á thì anh chỉ mua được nửa giá thôi. Trời, xe mới mua 3 tháng bán nửa giá lỗ dữ anh. Bây giờ em muốn bán cao gì không thì em kiếm người khác em bán, còn anh chỉ mua được nửa giá thôi. Thôi, nửa giá thì bán nửa giá. Nửa giá thì bây giờ em ra em mua được chiếc xe cỏ, nhưng mà em đứng tên, đúng không? Bán. Ok nha. Ok. Nhanh gọn lẹ làm phải. Xe còn ngon liên lạc này kia nữa. Xe ai bán ngọt xớt vậy anh trai. Rồi cảm ơn anh nha. Cảm ơn anh đã phối hợp. Mày tao trong mày. Chửi ai? Không, em chửi cái thằng đen đen chứ đâu có chửi anh. Anh tao. Em chửi chửi ai?
chửi em. Dạ. Tao nói cho mày biết, tao đã có toàn bộ những cái clip mà nãy giờ mày giao dịch, mày buôn bán xe của tao rồi. Bây giờ nếu như mày không biết điều là tao cho mày lên phường. Dạ anh ăn, em biết lỗi của em rồi, tại vì em túng quẩn quá cho nên em mới làm vậy. Anh thông cảm bỏ qua giùm em. Cái người mà mày cần xin lỗi không phải là tao. Ủa xin lỗi ai anh? Thảo. Thảo ơi, em nói với anh Hằng á là tha lỗi cho anh đi, anh hứa là từ nãy giờ sau anh không có vậy nữa, tha lỗi nha. Mình ly hôn đi. Chính xác. Ủa, anh nói gì á? Tao nói cho mày nghe nè, mày là cái thể loại mà giàu đổi bạn sang đổi vợ á. Khi mà có được chút đỉnh rồi á, bắt đầu cặp bồ cặp bịch. Mày nên nhớ lại ngày xưa đi, cái lúc mà mày khó khăn á, ai là người đồng hành với mày? Chỉ có vợ mày mới là đồng cam cộng khổ với mày thôi. Còn những con bồ á là những cái đứa sẽ phá nát gia can của mày. Mày thấy rồi đó, mày là một ví dụ. Bây giờ đó, mày còn cái gia đình hạnh phúc như ngày xưa không? Sao còn được? Bởi vì tao sẽ không bao giờ cho mày bén mảng trước mặt con em gái tao nữa. Vậy thôi. Anh, em biết lỗi của em rồi, tha lỗi cho em một lần thôi. Quá trễ rồi. Thảo, lên xe đi, anh chở về. Xích ra. Xích ra.